Tại nhiều địa phương miền núi, ra Tết là thời điểm các hộ dân tập trung cho sản xuất chăn nuôi vụ xuân. Trong đó, việc tái đàn nhằm bù đắp số lượng trâu bò thịt thương phẩm cung ứng cho thị trường dịp Tết, cũng như công tác phòng chống dịch bệnh nhằm tăng tổng đàn và tỉ trọng sản xuất chăn nuôi được chính quyền và ngành nông nghiệp chú trọng. Sau những ngày vui Tết đón xuân vui vẻ, bà con nông dân Bản Tạt, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương lại quay trở lại các khu gia trại để chăm sóc đàn trâu bò của mình. Trong thời gian trước, đặc biệt là dịp giáp Tết Ất Mùi, số đàn trâu bò của Bản Tạt, xã Yên Thắng được người dân cung ứng ra thị trường với số lượng tương đối lớn. Cùng với đó là một số dịch bệnh như tụ huyết trùng, lở mồm long móng cũng gây thiệt hại không ít cho đàn trâu bò của bản. Nên ngay từ những tháng đầu năm, người dân Bản Tạt, xã Yên Thắng đang rất tích cực chú trọng đến công tác chăm sóc cho đàn trâu bò của mình. Vừa rồi này thì gia đình cũng có bán là 4-5 con, là con 20-30 gì đó, là để bảo vệ là cái mấy con khác. Là vừa rồi này là 2015 thì hẳn cũng có đẻ thêm 2-3 con. Gia đình tôi là ra 2015 thì là chuẩn bị là chăm sóc với cái đàn tu đàn bò này, là để cho hẳn phát tiền thêm. Việc chăm sóc cho đàn trâu bò của người dân ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương trong thời điểm này được áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Một số nhà thì đưa trâu bò đến vùng khoanh nuôi chăn thả, còn hộ khác thì lại chăm sóc chúng ở nhà để dễ kiểm soát hơn. Gia đình ông Vi Văn Tuyên, bản Xốp Cốp là một ví dụ. Ngay trong những ngày đầu năm mới, đàn trâu của ông đã sinh sản được 3 con nghé. Để đảm bảo cho sức khỏe của chúng, ông đã đưa về chuồng để chăm sóc. Như mấy tháng trước thì bạc tao bạc là thả vùng nè. Như mày là cuối tháng là hẳn đẻ 3 con. Là bạc là đưa về đến nhà là chuồng chăm sóc để toàn khỏe mạnh thì mới lên đưa lên thả. Là tao là tên vùng. Tổng đàn gia súc của Tương Dương hiện nay là gần 33.000 con, trong đó riêng xã Yên Thắng là 4.000 con. Do có những điều kiện tự nhiên phù hợp với chăn nuôi trâu bò, nên đàn gia súc của xã Yên Thắng phát triển nhanh và đồng đều, tăng hàng năm. Đồng thời với việc thực hiện nghị quyết của huyện Đảng Bộ khóa 25, thì trồng rừng, trồng cỏ chăn nuôi gia súc là phương hướng phát triển kinh tế, sau đó giảm nghèo bền vững đối với xã khó khăn như Yên Thắng. Hiện nay cấp ủy chính quyền đang rất tích cực chỉ đạo nhân dân trên địa bàn chăm sóc đàn gia súc bằng các biện pháp như tiêm phòng dịch bệnh, trồng cỏ và chăn thả đúng nơi quy định. Trong đầu năm 2015 đã đưa ra chương trình kinh tế lớn để thực hiện. Trong năm 2015 thì thực hiện tốt việc này, chúng tôi là cho các đảng viên đi cả cơ sở là tuyên truyền thực hiện vấn đề đưa đàn gia súc và chăm sóc đàn gia súc để thực hiện là vấn đề để chăm sóc thêm để chúng có sức đề kháng để phát triển đàn trâu bò và tổng đàn trâu bò của xã Yên Thắng của Yên Thắng tôi hiện tại là trên 4.000 con. Mà đặc biệt là trong vấn đề là về phát triển của hai bản Xốp Cốp và Bản Tạt phát triển về đàn trâu, đàn trâu là phù hợp nhất so với trong 8 bản về phát triển đàn trâu. Hiện tại là tổng đàn trâu của hai bản đang phát triển, cho nên là bà con dân bản đang tập trung về đưa về chuồng trại trong bản làng để chăm sóc. Năm 2015 này, huyện Tương Dương sẽ phấn đấu phát triển thêm đàn gia súc trên 35.000 con, coi đây là ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế, nâng cao tỉ trọng trong sản xuất nông nghiệp. Là huyện có truyền thống và tiềm năng, điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi đàn gia súc. Hiện nay Quế Phong có tổng đàn trâu bò gần 40.000 con. Thu nhập từ chăn nuôi chiếm tới 60% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện. Với 14 xã thì tất cả đều có điều kiện thuận lợi để người dân phát triển chăn nuôi trâu bò hàng hóa. Trong những năm qua, nhờ được thụ hưởng các chính sách về phát triển chăn nuôi, đặc biệt là cải tạo con giống, nên hiện nay chất lượng đàn vật nuôi đã dần ổn định. Giống trâu bò lai tạo đã phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương nên phát triển tốt. Những năm gần đây, thu nhập từ chăn nuôi trâu bò hàng hóa được xác định là hướng phát triển kinh tế của nhiều gia đình trong việc xóa đói giảm nghèo.
Gia đình bà Vi Thị Trương, bản Na Phú là một trong những hộ chăn nuôi trâu bò theo quy mô trang trại có hiệu quả của xã. Do biết cách chủ động phòng chống dịch bệnh và chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nên đàn trâu bò của gia đình bà đều khỏe mạnh, sinh sản nhanh và ít dịch bệnh. Từ chăn nuôi mà hiện nay kinh tế của gia đình bà đã trở nên khấm khá. Ở cửa tăng cuồng hăn cửa bảy mí đủ sức vườn và cày kéo để nông thôn. Nhà tôi chăn nuôi trâu cũng lâu rồi, trước đây nuôi 1-2 con. Vài năm lại đây gia đình quyết định tăng tổng đàn lên gần 10 con. Ngoài việc nuôi lấy sức kéo thì cũng nuôi cả trâu thịt. Mỗi năm xuất bán được từ 3-4 con. Tiền bán từ trâu bò cũng đủ trang trải cho cuộc sống và mua sắm được nhiều vật dụng trong gia đình. Mường Nọc là một trong những xã có tổng đàn lớn nhất huyện với 4.500 con trâu bò. Từ chăn nuôi trâu bò mà đến nay cuộc sống của nhiều gia đình đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên để có thể làm giàu từ việc chăn nuôi thì đa số các hộ dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hầu hết chăn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ, số lượng ít. Trăn trở của nhiều hộ dân đó là khó khăn về nguồn vốn để đầu tư. Nếu có được nguồn vay sẽ dễ dàng hơn trong việc quy hoạch khu chăn nuôi tập trung với số lượng lớn để bỏ công chăm sóc. Hiện tại gia đình còn 13 con. Vừa thời gian qua thì nói chung thì cái hiệu quả kinh tế từ cái đàn bò thì thứ nhất là thì mình là tận dụng được là vì miền núi là cái đồng cỏ là chủ yếu là trên đồi. Chủ yếu mình là thả chăn thả là mình quản lý. Là bà con trong thôn xóm thì cũng thời gian tới là cũng là đầu tư rồi là nhà nước đề nghị nhà nước hỗ trợ những cái hộ nghèo để mà có cái là chính sách đầu tư là con giống để là bà con dân tộc ở trên miền núi để có cái hướng là phát triển tại trong chăn nuôi là gia súc gia cầm. Trong định hướng phát triển kinh tế từ chăn nuôi, huyện và ngành nông nghiệp luôn tuyên truyền vận động người dân nên chăn nuôi tập trung, không thả rông trâu bò trong rừng, tiêm phòng định kỳ, quy hoạch đồng cỏ vùng chăn nuôi tập trung tại các xã, thôn bản. Để làm tốt việc phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, huyện và ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương tích cực vận động tuyên truyền người dân thận trọng chọn giống trong việc tái đàn và chủ động phòng chống dịch bệnh. Xây dựng kế hoạch phát triển quy mô và cơ cấu đàn phù hợp với tiềm năng sản xuất tiêu thụ. Theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, dự báo năm 2015, chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ngay từ những tháng đầu năm, ngành đã tập trung tuyên truyền, chỉ đạo người dân chăn nuôi cẩn trọng, tránh tư tưởng nóng vội, không tái đàn ồ ạt, chú trọng khâu tuyển chọn con giống và phòng chống dịch bệnh, xây dựng các khu chăn nuôi an toàn. Mỗi lần bước sang khu sản xuất vụ xuân thì ủy ban huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, một cái thứ nhất là làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, cái thứ hai nữa điều chỉnh tất cả các khổ lượng về tổng đàn, kể cả trâu bò lợn, cái thứ ba nữa là lồng ghép các chương trình để mà hỗ trợ, như trong đó có chương trình 30A, chương trình nông thôn mới, chương trình 135 để tiếp tục củng cố phát triển cái tổng đàn, bù đắp lại cái số lượng mà tổng đàn có đã xuất bản trong những dịp Tết. Ngay từ đầu năm, ngành nông nghiệp huyện Quế Phong đã có chỉ đạo ban nông nghiệp các xã tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật chăn nuôi cho người dân, tranh thủ các nguồn hỗ trợ để triển khai kịp thời việc xây dựng thương hiệu trâu bò hàng hóa. Mỗi lần bước sang khu sản xuất vụ xuân thì ủy ban huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, một cái thứ nhất là làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, cái thứ hai nữa điều chỉnh tất cả các khổ lượng về tổng đàn, kể cả trâu bò lợn, cái thứ ba nữa là lồng ghép các chương trình để mà hỗ trợ, như trong đó có chương trình 30A, chương trình nông thôn mới, chương trình 135 để tiếp tục củng cố phát triển cái tổng đàn, bù đắp lại cái số lượng mà tổng đàn có đã xuất bản trong những dịp Tết. Phát triển chăn nuôi đại gia súc đang là hướng đi được nhiều địa phương miền núi chú trọng. Tuy nhiên, để xây dựng thành công các mô hình, đang rất cần có những cách làm mang tính đồng bộ của các ngành chức năng và chính quyền. Về phía người dân, cũng cần có sự thay đổi về tập quán sản xuất. Có như vậy mới tạo nên hiệu quả thực sự trong chăn nuôi, hướng tới xây dựng thương hiệu trâu bò hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập. Coi đó như một mũi nhọn trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững ở các huyện miền núi của tỉnh.